vị và các bạn, hôm nay thì văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ nói về vấn đề hình sự. Thưa quý vị và các bạn, cái nội dung của video này có tên là bổ sung huân chương, huy chương, bị cáo được một tình tiết giảm nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, tại sao tôi phải nói rất rõ là bị cáo phải bổ sung huân chương, huy chương mới được tình tiết giảm nhẹ? Thưa quý vị và các bạn, vì trong cái quá trình hành nghề thì có những lúc thì tôi khi mà được thân chủ là bị cáo mời thì tôi phải rất là vất vả trong cái tìm ra những cái tình tiết giảm nhẹ cho những người bị can, những người đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng, khởi tố điều tra trong cái vụ án hình sự. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như những cái video trước thì hôm nay thì tôi nói về hình sự cho quý vị nha. Lý do tại sao là tôi phải đưa một cái nội dung rất gần để quý vị và các bạn được biết. Thực ra thì không biết, nhưng mà theo thống kê thì có khoảng chừng chưa tới 20% tỷ lệ bị cáo phạm tội hình sự thì có mời luật sư. Thì chúng ta cũng thấy điều này rất rõ, trong cái tỷ lệ và hơn khoảng 20.000 luật sư thì có cái số lượng đặc biệt thì một số luật sư tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác lớn, còn những nơi như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn thì số lượng tôi cũng không rõ lắm, Lai Châu thì không đủ 3 người để thành lập đoàn luật sư. Thông qua cái video này hôm nay tôi muốn quý vị và các bạn, những người xem video này, để hiểu biết được rằng trong trường hợp gia đình mình, những người thân của mình, những người hàng xóm của mình phạm những cái quy định mà luật hình sự cho đó là một cái phạm tội hình sự, ví dụ như tội trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội mua bán trái phép chất ma túy, vi phạm những điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, thì quý vị và các bạn hãy nói với những người nhà đó rằng chúng ta hãy đi tìm những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì khi chúng ta bổ sung được những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bằng một văn bản thì chúng ta sẽ được xem xét giảm nhẹ mức hình phạt. Nói đơn giản mà nói bây giờ, ví dụ trong một cái vụ án mà tòa án tuyên án đối với một người bình thường là phạm tội 3 năm thì đối với nếu có những cái tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều khoản 2 điều 51 của bộ luật hình sự thì chắc chắn thì hội đồng xét xử sẽ xem xét và nhẹ hơn mức hình phạt là 3 năm. Tôi chỉ nói là hôm nay tôi chỉ nói một cái tình tiết giảm nhẹ là điểm X khoảng 1 điều 51 của bộ luật hình sự. Tôi đọc cho quý vị và các bạn nghe. Đó là điều 51 của bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 51: các cái tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Điểm X: người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của các liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo cái điểm X khoảng 1, người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ hoặc người có công với cách mạng. Thì theo thuật ngữ này thì chúng ta đã trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thì đến nay những cái người là con, những người cha thì số lượng đó tôi nghĩ chắc cũng khoảng là u 70-80 rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có những huy chương để hướng dẫn theo cái quy định trong trường hợp cái hàng cháo.
Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là tôi sẽ không giải thích nhiều về việc lý do tại sao bổ sung huân chương, huy chương để có tình tiết giảm nhẹ. Thì đây là một cái điều mà luật quy định. Cho nên nếu trong trường hợp quý vị và các bạn, những cái bị can, bị cáo thấy rằng mình, gia đình mình có những cái huân huy chương thì chúng ta sẽ bổ sung để cái cá nhân, cá thể hóa những cái bị can, bị cáo sẽ được tòa án xét xử mức hình phạt nhẹ hơn so với mức hình phạt bình thường tuyên án. Thực tiễn thì văn phòng tôi có hai trường hợp. Thì mới đây có một cái trường hợp là tôi mới hỏi em rằng là em phạm vào một cái tội quy định của bộ luật hình sự, và tôi đã giúp em trong một cái vụ án này với vai trò là luật sư bào chữa. Tôi bảo em về nhà em coi em có những cái tình tiết nào, gia đình mình có cái những cái quy định nào mà có công với cách mạng hay không. Nếu có thì mình sẽ xác nhận và mình được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ. Thì em nói với tôi rằng em có một cái người em của bà ngoại thì có được một cái tình tiết là liệt sĩ. Và sau khi mà em về thì tôi đã giúp em bằng cách là xác nhận ở cái nơi mà bà ngoại em cư trú đó. Thì không ngờ trong cái việc mà đi xác nhận đó thì phát hiện ra bà ngoại em cũng được hưởng huy chương. Và tôi đã cung cấp cho tòa án nơi mà tôi bào chữa cái vụ án, cái huy chương của bà của em, và cộng thêm nữa là cái bằng liệt sĩ của em của bà ngoại. Thưa quý vị và các bạn, đây không phải là một trường hợp đầu tiên mà văn phòng tôi đã có những cái nỗ lực để cố gắng tìm trong cái quá trình mà hướng dẫn trả lời những cái câu hỏi của hội đồng xét xử, cũng như dự kiến những cái dàn bài cho bị cáo. Thì trong đó thì văn phòng đã bật ra những cái tình tiết mà có lẽ rằng những tình tiết này đã được vận dụng một cách kịp thời để giảm nhẹ đến mức thấp nhất cái hình phạt cho cái bị cáo mà văn phòng đã bào chữa. Thưa quý vị và các bạn, cách đây thì khoảng chừng 3 năm tôi có nhận bào chữa cho một cái vụ án hình sự. Thì khi mà tôi gặp em ở trại giam Chí Hòa, tôi có hỏi em rất là nhiều vấn đề về những gia đình có công với cách mạng hoặc những cái tình tiết giảm nhẹ. Và sau khi tìm hết rồi thì cũng không thấy. Thì em có nói rằng là em nhớ mang máng. Người Việt miền Nam thì nói là mang máng, còn người miền Bắc thì nhớ lóng thoáng. Là bà của em cũng có một cái huân chương gì đó. Và thưa quý vị và các bạn, do là bị cáo đang bị tạm giam cho nên rất là khó khăn trong việc chứng minh. Và tôi đã đến về nhà của bà em để hỏi bà có cái tình tiết. Thực ra thì cũng rất là khó khi mà bà em ở cái lứa tuổi mà thất thập cổ lai hy, cũng tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà hình như là có. Và các bạn biết không, luật sư đã vào cuộc. Tôi đã đến Ủy ban Nhân dân xã, và tôi đã đến phòng lao động thương binh xã hội, và tôi đã đến sở lao động thương binh xã hội để đi tìm cái tình tiết có hay không cái huân huy chương của bà, của bị cáo mà tôi bào chữa. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm cho những anh em đồng nghiệp làm nghề luật sư. Thì tôi nhớ rằng là tôi đã đi tìm gần như là 2 tháng trời. Tôi đã đến, bản thân tôi đến Ủy ban Nhân dân xã, phòng bộ phận mà ban ở xã về cái mảng gọi là lao động có công, và đến phòng lao động thương binh xã hội của một quận huyện để đi tìm, lục nát hết hồ sơ luôn. Và đến sở lao động thương binh xã hội cũng đi tìm không có. Và có một cái anh chị hướng dẫn tôi là đến
ở sở nội vụ để đi tìm những cái huân chương. Và thế đấy các bạn, tôi đã chuẩn bị một số giấy tờ cộng với một cái sự quen biết, và khi đánh cái tên của người bà của bị cáo và cái anh trích lục tàng thư, anh bảo một cái niềm tin trong tôi gần như vỡ òa. Nói thiệt với quý vị và các bạn, tôi như bắt được vàng. Và thông qua cái video này, tôi không những cho quý vị và các bạn một cái tình tiết giảm nhẹ đối với người những người chưa hiểu biết luật, mà đối cả đối với những đồng nghiệp của tôi. Nếu quý vị và các bạn tìm trong cái tại ở xã, phường, quận, huyện và đến sở lao động thương binh và xã hội của tỉnh quý vị không thấy, thì quý vị hãy đến sở nội vụ, quý vị sẽ tìm biết đâu đó. Và tôi thì ở thành phố Hồ Chí Minh, khi tôi tìm được cái thông tin thì cái anh bên sở nội vụ này, ảnh có hướng dẫn tôi ở tôi không nhớ địa chỉ lắm, nhưng mà nó nằm ở quận 7. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề của tôi, huân huy chương mình bổ sung vào để mình được hưởng một tình tiết giảm nhẹ cho những bị can, cho những bị cáo tại tòa án, để giảm cái mức hình phạt đến xuống được một tình tiết. Thưa quý vị và các bạn, thật ra điều 51 khoảng 1, khoảng 2 có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, chắc chắn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì luật sư văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nhiều hơn nữa các cái tình tiết giảm nhẹ. Không nói về tình tiết tăng nặng đâu, tại vì tình tiết tăng nặng để cho việc kiểm sát những cái cơ quan. Và tôi là luật sư, tôi có nghĩa vụ phải nói cho quý vị và các bạn biết các tình tiết giảm nhẹ, để trong trường hợp quý vị và các bạn, những người mà mình vướng vào vòng lao lý, chúng ta sẽ đưa ra: tòa ơi, tôi có tình tiết giảm nhẹ là huân chương, huy chương của bà của tôi, của ba của tôi, của mẹ của tôi, để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật hình sự. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video của tôi cũng không thể dàn trải tất cả những cái thông tin. Đây là những cái kiến thức mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Rất mong được sự đóng góp của quý thầy cô, quý đồng nghiệp, quý bạn bè, để những video lần sau tôi có thêm phần chất lượng. Xin trân trọng cảm ơn.